Em nói cái gì? Em muốn chia tay anh á? Đúng vậy. Giờ anh có hai sự lựa chọn. Một là yên phận làm bạn của em. Hai là chúng ta vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa. Em có biết là mình đang nói cái gì không? Em xinh đẹp, có não, không như những đứa con gái tầm thường khác mà không hiểu mình đang nói cái gì. Anh đẹp trai, lại đang làm giám đốc của một công ty lớn. Hơn nữa, anh còn toàn tâm toàn ý yêu em đấy. Anh có biết người yêu mới của em là ai không? Anh cũng đang muốn biết thằng danh con đó là ai để tuyên chiến với nó đây. Anh ấy là chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Sao? Anh phản ứng ghê thế. Em không đùa anh đi chứ? Trông em giống đang đùa lắm à? Em khôn như mọ ấy. Làm gì có chuyện quyết định mà không tính toán. Vậy giờ anh có sự lựa chọn của mình chưa? Em này, anh thấy làm bạn nó không được hay cho lắm. Vậy anh muốn chúng ta lén lút làm người tình thì mới hay hò à? Ê, anh đâu có ngu dại gì mà cắm sừng chủ tịch tập đoàn ABA chứ. Anh nói rõ đi, đừng có lòng vòng. Anh rất sẵn sàng và hoan hỉ chia tay em. Chỉ cần từ nay em cho anh làm anh họ của em là được. Anh cũng ghê đấy. Định tranh thủ dựa hơi tập đoàn ABA đúng không? Từ trước đến giờ, người mà hiểu anh nhất chỉ có thể là em thôi. Được rồi, dù gì chúng ta cũng có thời gian mặn nồng, em giúp anh vậy. Đa tạ, cảm ơn em. Em là số 1. Chào chị ạ. Chị làm trong này ạ? Mày lại tao bảo. Có chuyện gì vậy ạ? Tiên sư mày, thanh niên trai tráng cái kiểu gì thế? Chị nói gì em không hiểu ạ? Nhìn qua cái cách ăn mặc của mày ạ, tao biết ngay là phụ hồ mới. Thế tại sao mày thấy tao làm việc nặng như thế này, mày không lại giúp, lại còn đứng trơ mắt ách ra nhìn hả? Hình như là chị nhầm. Nhầm cái gì? Rõ ràng hôm nay chủ thầu mới bảo là có công nhân mới xong. Vâng, chị nghĩ thế nào cũng được ạ. Mà này, tao thấy tướng tá của mày á là phụ hồ hợp đấy. Nhanh giúp tao đẩy cái xe này vào trong kia đi. Sao thế? Chẳng nhẽ mới ngày đầu tiên đi làm mà mày đã lười rồi à? Đúng là cái thứ không ra gì. Dạ không ạ, để em đẩy. Ôi giời ơi, cái thằng này thanh niên trai tráng cái kiểu gì mà thua cả bà già thế? Em không biết đẩy xe rùa chị ạ. Thế mày đùa tao à? Đi phụ hồ mà không biết đẩy xe rùa, thế thì phụ hồ kiểu gì? Em không phải. Chị làm gì vậy ạ? Tao quan sát kỹ lại mày rồi. Nhìn mày á như cái thằng công tử bột á. Chắc là thất thế, thế nên mới phải đi làm cái nghề này phải không? Em... Thôi được rồi, không cần giải thích. Từ nay theo tao, tao sẽ chỉ bảo cho. Vâng ạ. Vâng thì dựng cái xe rùa lên, đực mặt ra đấy làm gì? Em yêu. Em họ. Em đưa anh đi đâu thế này? Chẳng phải anh muốn kết thân với chủ tịch tập đoàn ABA à? Ồ. Thế là anh ta đang ở gần đây à? Bên kia là khu đô thị do tập đoàn ABA làm chủ đầu tư. Em có hẹn anh ấy đi ăn, nhưng mà anh ấy bảo bận xuống đây có việc. Tầm này mình qua đấy kiểu gì chẳng gặp. Thế thì hay quá. Nếu kết nối được với tập đoàn ABA, anh sẽ hậu tạ cho em. Đến nơi rồi đấy, anh bớt nói nhảm đi. Anh biết rồi. Em sao đấy? Chỉ là hai đứa phụ hồ thôi mà. Có gì lạ đâu mà em nhìn ghê thế. Lạ chứ. Thật không thể nào tin được. Không tin được cái gì em? Anh nhìn lại xem, có đúng là phụ hồ không? Em quên công ty anh chuyên thi công à? Anh còn lạ gì bọn này nữa. Này, nhìn biểu cảm này của em không nhẽ. Đúng. Hắn nói với em, hắn là chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Anh cười cái gì?
Anh cứ tưởng em thông minh lanh lợi thế nào, hóa ra bị một thằng phụ hồ nó lừa. Anh có im ngay được không? Anh im. Ờ, đi đâu đấy? Này bà kia, cái thầy phụ hồ lúc nãy là ai đấy? Cậu ấy mới đến làm ngày hôm nay, có chuyện gì không? Không có gì. Nhìn rõ là thư sinh hiền lành, chắc là gia đình phải có biến cố gì lớn lắm, thế nên mới phải đi làm cái nghề này. Đấy, anh đã nói với em rồi, anh mới là chân ái của em. Em tìm kiếm làm gì cho nó mệt chứ. Ôi em, trời ơi, chờ anh. Gia tài quá, đúng là bao nhiêu năm không đụng đến công việc có khác. Chủ tịch, em xin lỗi ạ, đường hơi tắc nên em đến muộn ạ. Không sao, cô đến rồi thì chúng ta vào thôi. Chủ tịch đang làm gì vậy ạ? Trong thời gian chờ cô, tôi lao động chút đấy mà, không có gì đâu. Này thằng cu kia, đẩy xe cát vào đây để còn trộn vữa, đứng ngay ra đấy làm gì? Mới đi làm ngày đầu mà đã tranh thủ tán gái rồi, mày cẩn thận á, tao báo lên chủ thầu đấy. Chị kia, chị đang nói lung tung cái gì vậy? Còn cô nữa, công trường đang thi công, rất là không an toàn, cô đi ra chỗ khác đi. Nay tôi với chủ tịch xuống đây thị sát, không liên quan đến chị đi vào làm việc đi. À, thì ra là vậy. Đấy, mày nghe thấy gì chưa? Người ta đi với chủ tịch tập đoàn ABA đấy, không phải là người mày dễ với được đâu. Nói chung là đi vào làm đây. Chị nói cái gì vậy? Đây là anh Cường, chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Cô nói cái gì cơ? Tôi hiểu rồi. Có phải chủ tịch của chúng tôi ăn mặc như thế này nên chị hiểu nhầm đúng không? Thôi, không sao, chúng ta vào đi. Cậu là chủ tịch tập đoàn ABA sao không nói sớm? Làm tôi hiểu nhầm. Tôi xin lỗi cậu ạ. Tôi xin lỗi chủ tịch ạ. Không có gì. Chị rất giống chị gái em ở quê ấy. Cố gắng chị nhé. Chủ tịch gì mà hiền lành thân thiện thế chứ lại. May thật, gặp người khác á, có khi mất việc rồi. Hôm nay em hẹn anh đi uống nước là có chuyện gì đấy? Không lẽ để xin lỗi anh đấy à? Em chẳng có lỗi quá ăn gì, ngang nhiên chia tay anh, cũng may là anh đủ lượng. Chia tay luôn đi. Có gì bình tĩnh, có gì từ từ nói. Anh đùa thôi mà. Em yêu, cuối cùng em hẹn anh ra đây là để làm gì đấy? Em nuốt không trôi cục tức này. À, hóa ra là em đang nghĩ đến thằng phụ hồ đấy à? Đúng rồi đấy, em hẹn anh ta ra đây rồi, tí nữa anh phải trút giận cho em. Chuyện nhỏ, một thằng phụ hồ thôi mà, anh bóp một phát á, chết tươi. Em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy? Còn cậu này là ai? Hay à, nay ăn mặc bảnh bao phết nhở? Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Thằng Ôn kia, ai cho mày ngồi? Đứng dậy. Cậu này là ai? Đây là người yêu tôi. Sao? Mày còn đợt mặt tao đấy em gì? Mày không nghe tao vừa nói gì à? Hả? Như thế này là sao vậy? Sao cho con khỉ gì? Anh Dương nói không đúng à? Một thằng phụ hồ như anh thì làm gì đủ tư cách ngồi cùng bàn bọn tôi? Em đang nói lung tung cái gì vậy? Sao? Lừa được tôi anh thấy vui không? Em yêu không cần phải lo. Nó vui được mấy phút, nhưng đảm bảo sẽ tang thương một đời. Anh hãy thay em chút giận nó. Đủ rồi. Nãy giờ hai người nói gì tôi không hiểu. Cuối cùng là có chuyện gì? Này, một thằng phụ hồ thân phận thấp hèn như mày, thì mày lấy cái tư cách gì mà đòi to tiếng với bọn tao hả? Tôi không quen cậu. Cậu mà còn quá đáng thì đừng trách tôi. Thằng Ôn này, mày cắn cần gặm cỏ nhiều quá à? Mày nghĩ gì mà nói ra mấy câu ô uế như vậy à? Tao đường đường là giám đốc công ty BJ, còn mày chỉ là một thằng phụ hồ kiêm thêm nghề lừa đảo. Mày vĩnh viễn ấy, không có tư cách để quen tao đâu. Nên nói cái gì ấy, thì động cái não đi, biết chưa? Anh cần một lời giải thích. Giải thích cái gì nữa? Anh phông bạt lừa dối tôi, làm tôi chia tay anh Dương để đến với anh. Anh ấy chửi anh là đá. Hóa ra cô đến với tôi chỉ là vì tiền tài địa vị thôi à? Thế không nhẽ
Tôi đến với anh vì tình yêu à? Này, chú em còn non và xanh lắm. Cậu vừa phải thôi. Mẹ kiếp, mày có tin tao vung tay một cái thôi là khiến trăm thằng phụ hồ như mày trở về cát bụi không? Hả? Tại sao cậu lại nghĩ tôi là phụ hồ? Anh im mồm! Đến giờ này anh vẫn còn cố chống chế à? Để tôi nói cho anh biết, ngày hôm qua tôi và anh Dương đã đến khu đô thị và chính mắt của tôi đã nhìn thấy anh là phụ hồ đấy. Thì ra là vậy. Sao thế? Đang cố tỏ ra bình tĩnh khi trong lòng đầy bão tố à? À? Như thế này cũng tốt. Nó đã cho tôi thấy được bộ mặt thật của cô. Chào cô. Này, đứng lại. Tôi không có gì để giải thích với hai người. Tránh ra. Sự thật đã phơi bày ra rồi còn giải thích mẹ gì nữa. Này, nhanh quỳ xuống, thành tâm xin lỗi người yêu tao, tao tha cho. Cô ta chưa đủ tư cách để tôi phải làm điều này. Một thằng phụ hồ bẩn thỉu tỏ ra cao thâm này đó, bớt diễn đi. Còn anh nữa à? Vô dụng vừa thôi à, đúng rồi. Nhân danh mấy người giàu có và thành đạt ấy, tao yêu cầu mày xin lỗi Vân ngay. Nhanh. Thằng ôn này, mày khinh bố mày nè. Tôi nhịn cậu không phải là vì sợ cậu, và càng không phải vì có lỗi với cô ta, mà bởi vì hai người chưa đủ tư cách. Vì vậy cậu còn hung hăng thì đừng trách tôi. Mẹ kiếp, mày còn dọa nạt ông mày á? Đã thế hôm nay á, ông mày liều mạng với mày. Dừng lại. Con gà, mày qua đây. Chủ tịch, hai người này định làm gì anh vậy? Mấy chuyện vớ vẩn mà, không cần bận tâm. Này của em, thằng ôn này nó thuê của em bao tiền để diễn trò cùng nó đấy hả? Anh đang nói lung tung cái gì vậy? Khôn hồn thì cút ra chỗ khác, đừng để tao phải xé mồm mày ra. Nhìn cô không đến nỗi nào mà sao cô hung hăng ngang ngược vậy? Mày với thằng cha này diễn trò lừa đảo bọn tao mà dám mở mồm ra nói câu đấy à? Chủ tịch, hai người này là ai? Tại sao nói khó hiểu như vậy? Cách đây không lâu, tôi quen và yêu cô ta với thân phận là chủ tịch tập đoàn ABA. Thế nhưng hôm qua cô ta xuống công trường rồi hiểu nhầm tôi là phụ hồ nên trở mặt đấy. Hóa ra chỉ là dạng đào mỏ. Con danh kia, mày nói cái gì? Hôm qua tôi với chủ tịch xuống công trường thị sát, anh ấy ăn mặc quần áo công nhân nên không chỉ hai người hiểu nhầm đâu mà còn rất nhiều người khác nữa. Nhưng mà chẳng ai hành xử lỗ mãng như hai người cả. Đúng là tệ hại. Cô em bớt diễn lại. Anh là giám đốc công ty BJ, không phải muốn đắc tội là đắc tội được đâu, biết chưa? Vậy anh nghĩ chủ tịch tập đoàn ABA là người anh có thể đắc tội à? Cô em thật sự rất ngang bướng. Đã thế á, anh không đương tay nữa. Anh xem đi. Chủ tịch, anh ta vừa nói mình là giám đốc công ty BJ đấy. Tôi hiểu ý cô. Thế nhưng mà người thiếu tư cách đạo đức như cậu ta, dù có làm giám đốc thì cũng không cần chúng ta phải ra tay. Sớm hay muộn cũng sẽ bị phá sản thôi. Tôi lười giải thích, không phải vì tôi chột dạ hay này nọ, mà bởi vì người như cô không đáng để tôi bận tâm. Anh Dương, anh ta làm chủ tịch thật ạ? Rõ ràng như thế này thì sai thế nào được. Tất cả tại cô đấy. Quen cô đúng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Anh Dương, chờ em với.